Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. IQ, một thương hiệu con của Vivo, đã cho ra mắt hai cái dòng sản phẩm cao cấp của hãng có tên là IQ 12 và IQ 12 Pro, mang một thiết kế rất là cao cấp và có học tập nhẹ nhẹ từ những thương hiệu khác, nhưng mà thực sự là nó rất là đẹp anh em ạ. Rồi bây giờ là những cái thông tin các bạn cần biết về hai siêu phẩm này nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Đầu tiên phải nhắc đến đó chính là cụm camera của IQ 12 series lần này. Bình thường thì các bạn sẽ thấy là IQ 11, 10 hay là 987 ấy thì nó sẽ sử dụng là vuông đét đẹp luôn và nó khá là mỏng đúng không? Nhưng mà con IQ 12 này ấy, cụm camera của nó sẽ vẫn là hình vuông nhưng nó được bo cong rất mạnh ở các góc luôn, tạo cho chúng ta một cái nhìn mà nó mềm mại hơn. Thêm nữa thì IQ 12 nhá, phiên bản thường đã được trang bị tiêu chuẩn chống nước là IP64 rồi. Còn IQ 12 Pro sẽ là IP68 luôn. Và các bạn sẽ thấy là cái khung của chiếc điện thoại này sẽ là khung kim loại, cũng như là nó được làm rất là vuông. Đó, nhìn nó có một cái phần gì đó cao cấp. Và đương nhiên là một sản phẩm mới ra mắt như thế này thì nó sẽ được con chip là Snapdragon 8 Gen 3 nha. Con chip này thì xây dựng trên tiến trình là 4 nanomet tiên tiến. Nó sẽ tăng sức mạnh lên là 30% và sử dụng năng lượng điện ít hơn 25% so với cả là con chip 8 Gen 2. Đáng chú ý hơn là con chip này được trang bị một cái kiến trúc CPU hoàn toàn mới với cấu hình 8 lõi, bao gồm 1x4 hiệu năng rất là cao anh em ạ, 3.3 GHz, 5x hiệu năng cân bằng là 3.2 và 2x là tiết kiệm năng lượng chỉ là 2.3 mà thôi. Có nghĩa là nó khác hoàn toàn so với cả hồi xưa. Hồi xưa thì hầu hết nó sử dụng là 1.3.4 nha. Cho hiệu suất mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn so với cả con chip tiền nhiệm cùng khả năng xử lý. Đi kèm với đó là bộ vi xử lý đồ họa GPU Adreno 750 giúp tăng tới hiệu suất là 25% và cũng tiết kiệm năng lượng hơn 25% luôn. Đồng thời là tăng 40% khả năng dò dỉ tia so với cả là 8 Gen 2. Cái này thì mình Google dịch từ những tiếng Trung thôi nhá. Có khả năng là nó sẽ bảo vệ hơn sức khỏe của anh em đấy. Không chỉ vậy thì máy còn được sử dụng RAM chuẩn rất là cao trên điện thoại, đó chính là DDR5X lên tới là 16GB RAM cho khả năng đa nhiệm mượt mà, nhanh chóng, đi kèm với cả bộ nhớ lưu trữ là UFS 4.0 và bộ nhớ trong tối đa lên tới là 1TB cực kỳ lớn. Về phần màn hình thì đều sử dụng là AMOLED, tốc độ làm mới là 144Hz và độ sáng tối đa lên tới là 3000 nits anh em ạ. Đây là một độ sáng mà không thua kém bất kỳ một cái hãng nào, kể cả là Apple hay là Samsung cả, mang đến cái trải nghiệm vô cùng mượt mà và sắc nét cho người sử dụng. Phiên bản tiêu chuẩn đi kèm với cả màn hình phẳng có kích thước là 6.74 inch, độ phân giải 1.5K. Trong khi đó phiên bản Pro sử dụng màn hình cong là 6.7 inch, độ phân giải cao hơn là Quad HD cộng, cực kỳ đẹp. Bên cạnh đó thì màn hình còn được hỗ trợ cái công nghệ là HDR10 cho phép hiển thị các tông màu và độ tương phản rất là cao. Cả hai chiếc IQ vừa ra mắt thì đều được trang bị công nghệ camera rất là tiên tiến nhá, với cảm biến chính là 50 chấm có công nghệ chống rung quang học, giúp người sử dụng có thể chụp ảnh rõ nét ngay cả điều kiện trong ánh sáng yếu. Thêm vào đó thì thiết bị còn sở hữu ống kính ultra wide là 50 chấm và tele rất là khủng 64 chấm, khả năng zoom quang là 3x, zoom kỹ thuật số lên tới là 100x. Ở mặt trước thì máy được trang bị camera selfie là 16 chấm, đảm bảo cho người sử dụng có thể chụp ảnh selfie và tham gia các cuộc gọi video. Cả hai máy thì đều được trang bị vân tay ở phía bên dưới màn hình, tuy nhiên phiên bản Pro thì nó sẽ là công nghệ ultrasonic cực kỳ nhanh đến từ Qualcomm. Về thời lượng pin, IQ 12 được trang bị viên pin là 5000 và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất là 120W, đảm bảo cho người sử dụng có thể nhanh chóng nạp lại năng lượng cho thiết bị. Mặt khác thì phiên bản Pro của IQ 12 được tích hợp viên pin là 5100 cực kỳ trâu, đi kèm với cả sạc siêu nhanh 120W và khả năng sạc không dây với công suất lên tới là 50W luôn. Giá thì chưa bao giờ là rẻ trên cái phiên bản mà cao cấp của IQ cả. Nó vẫn rẻ hơn Vivo nhưng mà nó không phải kiểu rẻ quá đâu anh em ạ. Với chiếc IQ 12 nhá thì bản thấp nhất của nó đã là 3.999 nhân dân tệ rồi, với RAM 12GB và bộ trong 256GB, tương đương với 13,37 triệu đồng. Còn phiên bản IQ 12 Pro thì sẽ là ROM 16GB và bộ nhớ RAM sẽ là 256GB, tương đương với 16,71 triệu đồng. Nếu mà về thị trường Việt Nam thì khả năng cao là hai chiếc điện thoại này nó sẽ có mức giá khởi điểm những cái lô hàng đầu ấy rơi vào khoảng tầm là hơn 14 triệu và hơn 17 triệu. Nhưng mà những cái trang bị công nghệ trên hai con IQ 12 này thì rất là tốt. Các bạn có cả màn hình E7 AMOLED cực kỳ khủng, rồi thì pin sạc nhanh hay những công nghệ liên quan vân tay này, con chip này đều vô cùng tốt. Và những cái anh em mà đã sử dụng những cái sản phẩm cao cấp của IQ hay Vivo ấy đều có nhận định rằng là cái chất lượng chụp ảnh của máy rất là ngon. Em nghĩ sao về IQ 12 và IQ 12 Pro? Đừng quên để lại ý kiến nhé. Mình thì có bán rất nhiều những cái chiếc điện thoại từ 1.8 triệu đến khoảng tầm 10 triệu để phục vụ chơi Tết cho anh em. Anh em nếu thích thì có thể nhắn tin qua mình ở Zalo hoặc là Facebook để phía dưới mô tả video nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.